Hello, Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Thì hôm nay tại Tô Tây Hiroshima Tân Cảng của anh Huy mới về một sản phẩm cực kỳ là mới và cực kỳ là hot luôn các bạn. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2021 luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Xe mới đi được có 9.000 cây số thôi. Đó. Giữ kỹ, bảo trì bảo dưỡng đều tại hãng. Mới mua được khoảng 3 tháng. À, chủ xe đợt này ít đi quá cho nên là có đổi lại cho bên Huy. Thì Huy mời các anh chị các bạn cùng với Huy đi xem về chất lượng của sản phẩm này nha. Huy mời các anh chị các bạn cùng với Huy xem qua Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2021 và đây là mẫu mới nhất hiện tại của Toyota Innova. Form kiểu dáng rất là đẹp nha các bạn. Rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và thích cái mẫu này. Xe thì đây mình xem qua cái kiểu dáng có trang bị thêm cái cảm biến khoảng cách ở phía trước luôn. Đó, còn cụm đèn mọi chi tiết ga lăng lưới cản còn rất là đẹp màu bạc nha các bạn. Và xe này thì biển số thành phố biển số thành phố cho nên là các anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số nha. Thì Huy sẽ quay sơ bộ cho các anh chị và các bạn xem về chất lượng của sản phẩm. Mọi thứ là còn nguyên bản còn zin hết các bạn. Xe này chủ xe chưa chưa từng sơn lần nào hết. Đó, lịch sử hãng đầy đủ rõ ràng. Đó, vỏ còn rất là dày luôn nha các bạn nha. Mâm mâm dạng phay. Xe thì có dán phim che mưa, ốp chắn cửa mặt rơm. Đó, đây là những cái chi tiết của hãng. Xe thì vẫn còn bảo hành đầy đủ rồi. Và đối với cái sản phẩm này thì cái miễn phí về bảo dưỡng thay nhớt đồ các bạn. Miễn phí thì còn còn miễn phí thay nhớt luôn. Đó. Rất đẹp. Form mâm thì mâm phai ha, mọi thứ không khác gì so với một chiếc xe mới các bạn. Đó, cụm đèn sáng bóng luôn ha, mọi thứ là còn nguyên bản còn zin hết luôn các bạn, mới đi được có 3 tháng thôi. Đó, chủ xe mới để lại cho bên Huy. Đó, camera cảm biến vỏ sa cua chắc chắn là chưa chạm đất luôn. Đó, còn nguyên nha các bạn. Huy quay cho các bạn xem thôi chứ còn xe này thì mới đi được có 9.000 cây số thì mọi thứ là còn như mới các bạn. Mới 3 tháng. Xe mua ở An Thành nha. Fukushima. Đó. Rất là đẹp. Xe này chủ yếu bên Huy về làm Maruguri lại là giao cho các anh chị rồi. Lái xe nhanh. Quá đẹp. Sơ bộ cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng ngoại thất của xe thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng với Huy xem chi tiết về phần nội thất bên trong để đánh giá hơn kỹ hơn về chất lượng của sản phẩm. Nếu như mà các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe Innova 8 chỗ rộng rãi gầm cao như thế này thì Huy nghĩ mình mua chiếc xe này sẽ tiết kiệm được rất là nhiều và thực sự xe này không khác gì xe mới các bạn. Rồi mình đi xem nội thất bên trong nào. Đây các bạn, mình cùng quan sát phần nội thất bên trong. Thì đây là vị trí tapi cửa thì thực sự là một chiếc xe 2021 mới sử dụng được 3 tháng thì không không khác gì một chiếc xe mới, mọi thứ còn rất là đẹp. Đó, ghế ghế thì chủ đã được bọc da rồi thì mình về mình sử dụng thôi, không phải tốn thêm chi phí bọc da gì hết nha các bạn nha. Lót sàn thì chủ xe cũng đã lót sàn Simly rồi. Đó, đây rất là sạch và mới. Bên Huy chủ yếu chiếc xe này thì bên Huy về sẽ tiến hành bảo dưỡng nè,
rồi kiểm tra 176 hạng mục, rồi bảo vệ sinh nội thất bên trong cũng như là đánh bóng toàn bộ xe, vệ sinh động cơ. Chứ còn sản phẩm này thì lướt như mới rồi. Huy quay cho các anh chị và các bạn thấy được về cái chất lượng của xe. Chứ còn thực sự là chất lượng xe này thì không khác gì xe mới. Đó, cửa trước bên phải. Chủ xe này kỹ lắm các bạn. Chủ xe để những cái túi cà phê á. Cho nên là xe nó rất là thơm. Các bạn vô trong xe là thấy thích liền. Cái mùi dễ chịu lắm. Còn này là xe chủ xe mua, Toyota An Thành bảo dưỡng đều ha các bạn nha. Đó, 10.000 cây số thì đợt này xe cũng 9.000 rồi thì bên Huy về sẽ tiến hành bảo dưỡng luôn chứ không đợi tới 10.000 đâu. Còn đây, các bạn quan sát nha, cái mặt đồng hồ nhìn không có một vết xước luôn nha các bạn. Còn audio thì Huy quay cho các bạn xem. Audio là 9.324 cây số nha các bạn. Audio chuẩn đó. À. Xe này chủ xe chủ yếu chạy gia đình đó các bạn, cho nên là đi không nhiều, giữ kỹ cho nên là chắc xe nhìn nó lướt, nó đẹp đó. Đó, đồng hộp số thì có chế độ eco, power rồi đầy đủ. Thì Huy quay chi tiết cho các anh chị coi. Nếu cảm thấy được á, mà do là tình hình dịch các anh chị không có lên lấy xe được á, thì có thể là giao dịch qua hệ thống online. Động cơ thì như mới rồi các bạn. Bên Huy về là chủ yếu là Maru cho nó đẹp, nó sạch lại thôi. Xe vẫn còn bảo hành đầy đủ và có chế độ bảo dưỡng miễn phí, thay nhớt đồ miễn phí các bạn. Thì phần đó thì chi tiết hơn thì khi nào các anh chị và các bạn đến xem xe thì Huy sẽ trao đổi rõ hơn cho anh chị. Xe thì trang bị 7 túi khí rồi, những cái tính năng an toàn thì đầy đủ. Biển số thành phố. Các anh chị mua những cái xe lướt ngày về thì nó không khác gì xe mới, nhưng mà lại tiết kiệm được rất là nhiều chi phí thuế trước bạ, rồi chi phí quản lý đường bộ, rồi đăng ký đăng kiểm rồi các bạn. Tiết kiệm được rất là nhiều nha. Sản phẩm thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 740 triệu nha các bạn. 740 triệu mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều nha. Không khác gì xe mới, chủ xe đi giữ kỹ. Tôi nghe chưa sử dụng lần nào luôn. Bánh xe cua chưa chạm đất, con đồi rồi chưa sử dụng lần nào. Đó, mình mua những xe này về mình đỡ gắn phụ kiện nữa, chủ xe cũng gắn hết rồi. Đó, cho nên là cũng tiết kiệm được nhiều, ok được. Mua xe mới thì mình mua xe lướt như thế này, về đi cũng rất là ok. Khách hàng là chủ xe là ở Củ Chi. Lịch sử bên Huy nắm rõ kỹ lưỡng. Sản phẩm thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha các bạn. Lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 5.99% trên năm thôi. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các anh chị nào mà chưa tìm được cho mình một sản phẩm mà vừa ý thì vui lòng đăng ký kênh của Huy, để khi mà có xe Huy chuyển lên kênh thì các anh chị và các bạn sẽ là những người đầu tiên thấy được những cái sản phẩm mà bên Huy đăng. Cảm thấy sản phẩm hợp lý thì đến Toyota Hiroshima Tân Cảng liên hệ với Huy qua số điện thoại trên màn hình để Huy cho thử xe rồi tư vấn cho các anh chị kỹ lưỡng về xe. Cảm thấy hợp lý thì mua về và sử dụng cho gia đình. Bên Huy thì sản phẩm là luôn cam kết không đâm đụng, không ngập nước nha các bạn. Rồi, Huy xin chào tạm biệt nha và hẹn là gặp lại ở những video tiếp theo.